Chào mừng các bạn đến với cơ khí tự động Funat chi nhánh Đà Nẵng. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm cổng lúa tự động hay còn gọi là cổng chờ tự động. Mô tô cổng chờ tự động là một sản phẩm được dùng để đóng và mở hệ thống cổng tự động. Nó hoạt động bằng cách dùng mô tô kéo cánh cổng chạy trên bánh xe dẫn hướng trên dây chôn sẵn. Nó có thể được treo trên đường dây giữa hai trụ cổng hoặc hai bệ đỡ đặt dưới cổng. Mô tô cổng lúa tự động là một giải pháp hiện đại mà bạn có thể thi công lắp đặt cho cửa cổng của bạn. Nó giúp bạn quản lý ra vào một cách hiệu quả. Cho dù bạn đang có một cổng lớn hay cổng nhỏ, cổng trượt hoặc cổng mở, thì mô tô cổng tự động sẽ mang lại sự tiện lợi, an ninh cho cuộc sống của bạn. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.